sẽ ăn yêu mà ba chỉ có một mà thôi đó. Mà đến chính nè, mà là chính như này nó đó, là nó này nhìn anh đi nó lắm rồi sao? Thật đâu muốn anh yêu em và tình đã hết ra sao đây? Cho nên nó hơi anh yêu em vì sao? Phải chia sẻ thật là thật bất ngờ. Người anh cầm yêu em nhưng anh nói anh đây sắp yêu em. Em muốn anh yêu em, sợ anh chán anh chia tay. Tình yêu đó hơi em vừa em vì sao? Phải chia sẻ thật là thật bất cầm bởi em. Thì anh cầm yêu nhưng anh nói anh đây sắp yêu em. Anh muốn anh yêu em, sợ anh chán anh chia tay. Tình yêu nó hơi anh ơi hẳn về sao? Phải chia sẻ thật là thật bất công với em. Khi anh không yêu em, nói anh đây chắc yêu em. Hay quá!